sao con tim thôi cồn cào khi yêu thương kia giờ lại quá xa vời. Chỉ muốn nói anh nhớ em nhiều như thế nào, khoảng cách giữa chúng ta chẳng bao xa, nếu như ta để yêu thương là tất cả. Oh baby, hãy giữ lấy cho trái tim một niềm tin, để khi cô đơn ta không lạc lối. Đợi chờ ngày bước chung đôi, ngày đó sẽ không xa vời. Biết bao vui buồn nhưng vẫn thương vô thường. Còn một ai để tìm về, còn một ai để chia sẻ mỗi ngày khó khăn. Xong chào cho con tim thôi cồn cào khi yêu thương kia giờ lại quá xa vời. Chỉ muốn nói anh nhớ em nhiều như thế nào, khoảng cách giữa chúng ta chẳng bao xa, nếu như ta để yêu thương là tất cả. Oh baby, hãy giữ lấy cho trái tim một niềm tin, để khi cô đơn ta không lạc lối. Đợi chờ ngày bước chung đôi, ngày đó sẽ không xa vời. Có một tình yêu mang tên chờ đợi là vĩnh cửu, bước qua khoảng cách để thay hạnh phúc là hy sinh vì nhau. Xa, nếu như ta để yêu thương là thật cao, baby, hãy giữ lấy cho trái tim một niềm tin, để khi cô đơn ta không lạc lối. Đợi chờ ngày bước chung đôi, ngày đó sẽ không xa vời. Chỉ muốn nói anh nhớ em nhiều như thế nào, khoảng cách giữa chúng ta chẳng bao xa. Trái tim một niềm tin, là khi cô đơn ta không lạc lối. Đợi chờ ngày bước chung đôi, ngày đó sẽ không xa vời. Yeah, kính thưa quý vị, phần xuất hiện của ca sĩ Bạch Công Khanh chính là khách mời đặc biệt ngày hôm nay đang tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Bạch Công Khanh xin gửi lời chào đến anh Hoàng Rapper cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và với khung giờ rất quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng ta hãy sẵn sàng chờ đón xem ngày hôm nay Bạch Công Khanh sẽ nhận được món quà về ẩm thực như thế nào. Dạ, đến từ những fan hâm mộ. Và Bạch Công Khanh đã từng tham gia qua các cuộc thi rồi. Dạ rồi, với những ngôi vị quán quân thì vượt qua những cảm giác hồi hộp rồi, nhưng mà ngày hôm nay bạn không phải thi. À, bạn được tận hưởng cái phần thi đấu giữa hai bạn fan hâm mộ cũng rất là hồi hộp, nhưng mà đó, tại vì vô đây mà nghe thấy có vẻ như được ăn là thấy thoải mái rồi. Được ăn và bị ăn là hai cái phạm trù nó khác nhau lắm. Đã từng có khách mời nó bị ăn rồi em à. Ngon thì vẫn ngon thôi, nhưng mà nhiều người không ăn cay được, không ăn đắng được, không ăn ngọt được. Cái mấy bạn fan hâm mộ không biết, không để nấu, rồi cái tới giờ vẫn chưa về tới nhà. Nói một câu là mấy bạn cứ yên tâm đi, Bạch Khanh rất là dễ ăn, dễ nuôi. Dạ, vậy là bạn ăn cái gì cũng được, bò điểm nó vẫn chuẩn. Gần như là ăn cái gì cũng được. Wow, ăn đòn được không? Hả? Có luôn. Ăn đã từng luôn, tại đã vì ngày xưa bị ăn đòn rất nhiều. Cái tật lớn nhất của bạn là gì mà khiến phải ăn đòn như vậy? Tật hay quên. Thí dụ mẹ kêu đi chợ mua này mà mua A qua mua B. Dạ. À, mua ớt mua chanh, mua gì luôn. Không biết. Nhưng mà lớn rồi, trưởng thành rồi, hết. Dạ, rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bớt rồi, bớt rồi. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem khẩu vị của anh chàng Bạch Công Khanh này như thế nào. Nào, hãy khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin mời. Giới thiệu với Bạch Công Khanh, đây là tủ lạnh của nhà anh. Mà không phải là tủ lạnh trống, nó bự để chứ người đồ ăn. Hôm nay phục vụ cho em, nhưng mà đây cũng là đề bài dành cho hai bạn fan hâm mộ. À, đó chính là Hữu Thịnh và Bảo Sơn. Xin mời. À, hello, chào hai bạn. Bắt tay, bắt tay, tay bắt mặt mừng. Vậy luôn hả? Cùng lúc luôn hả? Chào hai bạn, giới thiệu về mình nào. Dạ, em là Hữu Thịnh, giải nghiệp hiện tại của em là diễn viên tự do. Vừa trẻ, làm nghệ sĩ diễn viên nữa.
chị biết nấu ăn không trời? Em cũng nấu được nhưng mà ăn vô thì... Được hay không là chuyện của người ta. Còn em thì sao nào? Mời bạn. Em tên là Nguyễn Long Bảo Sơn và năm nay em 22 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên cũng có, MC cũng có, đi hát cũng có. Mà tự sinh do. Viên cũng có. Tự do, làm gì cũng được hết. Không gò bó gì hết trơn hết. Hai bạn còn đều rất trẻ, rất là bất ngờ nha. Các bạn ấn tượng và yêu mến bạn Bạch Công Khanh như thế nào nè? Về tài năng của anh. Còn với Bảo Sơn thì sao? Trước đó là anh từng học trường đại học mở á. Thì em cũng có đi hát giao lưu bên đó thì em cũng biết về anh. Bạch Công Khanh nè, rõ ràng là mọi người dành rất nhiều tình cảm cho bạn, nên chắc chắn là sẽ phải hứa nấu ăn thật ngon. Nhớ nha. Để nấu ăn ngon mình phải có nguyên liệu. Bây giờ mình chưa biết nguyên liệu là gì hết. Nào, đầu tiên sẽ là đề bài. Nhìn vào tủ lạnh nào. Xin mời. Rồi. Wow, chà, bữa nay thịnh soạn quá ta. Chà, rất là kỹ lưỡng, được. Trong đây có món nào bạn không thích ăn không? Có hay không? Có. Có. Mở ra cái em thấy liền luôn á. Nhiều hay ít? Trên hai món là nhiều rồi đó. Nhưng mà cũng có những món bạn rất là thích và rất là mê đúng không? Dạ, chính xác. Giữa rau, củ, quả, các loại với thịt, cá thì Bạch Công Khanh thích ăn cái nào hơn? Rau củ thì thôi không tính đi là cũng thích. Nhưng mà nếu mà về món mặn á, ở đây thì gần như các món mặn là Khanh đều thích. À vậy hả? Về món ngọt thì có những món không thích. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Nào, đóng tủ lạnh lại. Không được ăn gì hả? Cái gì vậy? Đã nói là đề bài mà, tham khảo thôi. Để mọi người cùng nhau khám phá khẩu vị của em. Chứ em ăn này no, làm sao lát nữa thưởng thức hai món ăn của ba hai bạn. Nhưng mà bây giờ tìm hiểu kỹ thêm về các hương vị chua cay mặn ngọt thì rồi rồi bạn thích ăn ngọt. Nói chung là cái vị nào em cũng thích hết. Nhưng mà ngọt thì nó không phải là tiên quyết là phải ngọt. À, đừng ngọt quá. Đừng ngọt quá. Mặn thì sao? Mặn thì cũng đừng mặn quá. Cay thì cũng đừng cay quá. Đắng. Đắng thì cũng đừng đắng quá. Đắng vừa vừa thôi. Thôi bây giờ mình kiếm hai trái dừa đi. Hai trái dừa mình để lên đây. Đây món dừa dừa của em đây. Như vậy lát nữa lỡ có làm mắm ruốc, mắm tôm nè, mấy món nhị mùi. Làm vừa vừa thôi nha mấy đứa. Nào chúng ta hãy cùng nhau tiến vào bếp nào. Xin mời. Và bây giờ hãy sẵn sàng với thử thách đầu tiên. Trong vòng 60 giây, hai bạn cố gắng chạy về khu vực trưng bày, đem thật nhiều món ăn mà mình tiên đoán rằng món đó Bạch Công Khanh sẽ thích. Đây là những món ăn mà nãy giờ chúng ta đã quan sát trong tủ lạnh rồi đó. Cố gắng nhé. Và mỗi lượt đi chỉ được lấy một món thôi. Chúng ta đem về và trưng bày lên bếp màu đen nha. Sẵn sàng nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Hết dừ. Bạn Công Khanh, bạn muốn kiểm tra phần bếp của bạn nào? Thôi bên trái trước. Ok. Dạ. Thế Na, em lấy được 6 món nha. Trong 6 món này Bạch Công Khanh thích mấy món? Dạ thích hết. Bạn lấy trong tích tắc 6 món ăn mà hoàn toàn 100% đúng với khẩu vị của Bạch Công Khanh. Chúc mừng bạn, kiểm tra bên đây. Bảo Sơn nè, chạy nhanh lắm nha. Nhưng mà lấy được 5 món. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 món được nghe chưa? Đó. Trong 8 món này Bạch Công Khanh thích mấy món? Rồi vậy em thích hết. Thích hết luôn 8 món luôn. Không thể tin được. Ăn vàng. 8 món luôn. Chúc mừng Sơn, kỷ lục mới của chương trình. 8 món mà nghệ sĩ đều thích hết. Cảm ơn Bạch Công Khanh. Như vậy là chúng ta đã xác định được người may mắn có được quyền lựa chọn nguyên liệu chính, đó chính là Bảo Sơn. Trời. Chào đón xem nguyên liệu chính là gì. Một bên á là ghẹ, một bên á là tôm. Bảo Sơn, bạn đã giành quyền ưu tiên. Chọn đi, chọn đi, đâu mới là sở trường của bạn? Bạn hay ăn món nào? Hay bạn nấu món nào? Bạn lựa đi, chờ đợi gì nữa? Lựa chọn đi, em món chọn nào? Tôm. Tôm. Đó, tại sao? Dạ em nghĩ là từ món tôm đó em sẽ làm ra một cái món nghĩa là anh Sơn sẽ thích và lạ nữa. Bà Không Khanh tặng quà. Dạ. Tặng. Quyền ưu tiên thuộc về bạn. Thật ra bạn lựa hai với tôm là dễ làm hơn cái kia. Ồ vậy hả? À, theo Khanh thì đoán tôm dễ làm hơn, dễ chế biến hơn. Dạ. Rồi. Trao cho bạn ấy đi. Tặng cho bạn. Rồi chúc mừng hai bạn, như vậy là chúng ta đã có được những nguyên liệu chính rồi. Không biết là bạn Thịnh có cảm thấy hồi hộp và lo lắng với món ghẹ không? Không biết đúng với sở trường mình nấu ăn nấu nướng của mình không? Anh Khanh cho em gì thì em nấu cho anh ăn đó. Ờ nhưng mà bắt buộc phải đi chung với nguyên liệu phụ. Nếu như bỏ nguyên liệu phụ ra là coi như bị phạm quy và không đúng với tính chất của chương trình. Nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp sức thực phẩm để tìm xem nguyên liệu phụ là gì. Nhảy, khởi động. Nhảy đường ông lên.
nhảy để gì? Để khởi động tinh thần bước vào phần thi đấu tiếp theo được mang tên tiếp sức thực phẩm. Chúng ta tìm hiểu xem đâu là nguyên liệu phụ phù hợp với những nguyên liệu chính mà các bạn đã được lựa chọn. Và bây giờ thì Bảo Sơn sẽ là vào vị trí người chơi trước tiên. Bạn sẽ kết hợp cùng với Bạch Công Khanh gợi ý bằng lời nói, hành động của mình làm sao Bạch Công Khanh đoán được đề bài đằng sau lưng anh ấy là gì, là nguyên liệu nào. Bên cạnh đó không được nói vào những từ liên quan đến đáp án nha. Dính một từ vào đáp án là phạm quy không hợp lệ. Chúng ta chỉ có 60 giây đầu tiên để gợi ý, 30 giây còn lại Bạch Công Khanh hãy lập tức đi chợ. Mình nhớ lại toàn bộ những số đồ ăn đó. Tổng cộng 90 giây. Đó, tổng cộng 90 giây thôi. Chuẩn bị nào, 60 giây đầu tiên bắt đầu. Cái trái nó cay cay mà nó bự bự ở trên Đà Lạt á anh. Ớt chuông. Đúng rồi. Trung thu ở trong nó có cái gì anh? Trứng muối hả? Đúng rồi. Chưa đúng. Dạ có ba chữ. Hộp vịt muối. Đúng rồi. Cái rau đó màu xanh xanh, dùng để mình trộn á, lá màu xanh xanh. Xà lách son hả? Dạ bỏ chữ cuối. Xà lách. Đúng rồi. Cái đó là mình dùng để mình tẩm vô xong rồi mình bỏ vô để mình chiên. Phạm Huy. Hết 60 giây. Cái trái đó màu đỏ đỏ. Đi chợ. Cái trái đó màu đỏ đỏ. Đi chợ. Nào cố gắng nào, chỉ có 30 giây thôi, đi chợ nhanh nào, kéo má la bị ăn đòn nữa đó. Rồi đem về cho Bảo Sơn lập tức, nhanh nào, thời gian không còn nhiều nữa. Rồi xong. Chúc mừng các bạn. Anh thấy là tương lai sau này có vợ là vợ được nhờ lắm nha. Đi chợ cái sắn quần sắn áo chạy té khói luôn á. Nhưng quan trọng là được mấy món hợp lệ đây. Dạ. Đề bài đầu tiên là ớt chuông. Rất thông minh, nói về Đà Lạt ha. Thứ hai, hộp vịt muối. Hay quá. Tiếp theo, xà lách luôn, rất hợp lệ. Okay. Tiếp theo, chà bột Phạm chiên. Quy rồi, thiếu mất bột chiên. Tiếp tục nào, cà chua, lúc này là hết thời gian rồi. Như vậy là bạn chỉ có 3 món nguyên liệu phụ là hợp lệ mà thôi. Vẫn còn đang thiếu 2 nguyên liệu phụ. Trách nhiệm này sẽ thuộc về Bạch Công Khanh chịu hình phạt để mang về nguyên liệu phụ. Nếu như bạn không chấp nhận hình phạt thì có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Đa bầu tử ráng chịu nha. Cố lên. Nhưng mà bây giờ phải chờ Hữu Thịnh xem bạn có đạt được 100% số điểm hay không. Xin mời. Hữu Thịnh, bạn đã nắm vững được luật chơi cũng như là rút kinh nghiệm từ Bảo Sơn rồi đúng không? Dạ, cố gắng nhé. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Một cái loại thực phẩm mà thường thường cái con đó là 4 chân, mập mập. Thường thường đi ra chợ mình hay mua con heo hả? Dạ đúng rồi, mà nó dài nhuyễn nhuyễn ra là gọi là cái gì? Thịt bằm hả? Thiếu cái tên con đó. Thịt heo bằm. Đúng rồi. Cái loại đông cô hương rơm là tên của cái loại... Nấm. Đúng rồi. Loại nấm đó nó có tên... Mèo méo mèo. Nấm mèo. Dính đạn Phạm Cái Huy. Loại trái này nó màu đỏ, thường là dùng để đắp mặt nạ. Trái cà chua. Đúng rồi. Giỏi, tiếp tục. Củ này nó cũng màu, cũng tròn, có mùi nồng nồng. Củ tròn nồng nồng. Ở bên ngoài màu vàng, ở trong màu trắng. Sắc nó có khoanh tròn. Củ hành. Hành gì? Củ hành tây. Đúng rồi, chứ hành dừa là sai. Cái trái này nó dài, nó cũng dùng để đắp mặt nạ luôn. Dưa leo. Hết. Đi lấy đồ. Nào cố gắng nào, chúng ta chỉ có 30 giây thôi Khanh ơi. Hay quá, trời ơi, coi Khanh đi chợ kìa. Ghê chưa. Lăn ba di bộ kìa, đem quá trời đồ về luôn. Wow, rất tốt. Hết giờ. Kiểm tra lại xem đề bài các bạn được bao nhiêu món hợp lệ. Đầu tiên là thịt heo bằm. Có chưa? Có chưa? Biết người ta thiếu bài đặt hỏi nữa. Tiếp theo. Có nè. Mèo méo mèo đâu có hợp lệ. Tiếp tục là cà chua. Hợp lệ là dùng để đắp mặt. Đây, sắc ra bị cay cay mắt, hành tây. Tiếp tục, dưa leo. Như vậy, chúng ta vẫn bị thiếu một số nguyên liệu phụ đến từ bạn Hữu Thịnh. Và trách nhiệm vẫn thuộc về bạn Bạch Công Khanh mà nặng nề hơn, gấp đôi thôi. Có thí dụ, gì đâu. Thí dụ mà em chịu thai được không anh? Chịu thai luôn. Dạ, thai. Để coi hình phạt ra sao. Và người chơi có chịu thai dùm cho thần tượng của mình hay không. Xin mời quý vị đến với phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Đây chính là hình phạt dành cho Bạch Công Khanh. Và đúng với ước nguyện của Hữu Thịnh ha, cho em tham gia nha. Em gánh vác một chút xíu nợ nần của anh Bạch Công Khanh cùng với Bảo Sơn luôn. Các bạn có 3 điểm đặc biệt ở 3 vị trí khác nhau. Nhiệm vụ các bạn là truyền 20 trái ớt trong vòng 90 giây. Điểm A là Hữu Thịnh. Điểm B là Bạch Công Khanh. Điểm C là Bảo Sơn. Mà chúng ta không được sử dụng tay, mà chỉ được sử dụng miệng, răng, chơi khó vậy, lưỡi các loại. 1, 2, 3 bắt đầu. Úi giời ơi hay quá, ngay cái cuốn luôn Khanh ơi, đỡ cài. Tiếp tục luôn Sơn ơi, lên nhanh lên Thịnh ơi, nhanh lên lẹ lên đó. Lần này Thịnh khôn hơn rồi, Thịnh ngậm cái cuốn rồi. Thịnh ha, Thịnh ơi
ráng nhanh lên anh là hay quá thịt nè 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 nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu, lẹ lên, ráng đi, ráng đi Thịnh. Ừ hay quá Thịnh, thời gian vẫn còn nha, đã nửa chặng đường trôi qua rồi, 45 giây trôi qua rồi, nhanh lên, cố gắng lên nào. Hay quá, lâu lâu mình chạy tập thể dục nè. Ôi như trò này Sơn hơi lời. Nhưng mà Sơn nè, nếu như mà lỡ bị lọt ra ngoài á là bạn phải lập tức dùng miệng để điều chỉnh lại nha. Đủ chưa? 4 3 2 1 hết giờ. Chúc mừng các bạn Hồng Anh, như vậy là bạn đã vượt qua thử thách này rất là xuất sắc. Bên cạnh đó là phần hỗ trợ rất là nhiệt tình của Hữu Thịnh và Bảo Sơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nguyên liệu phụ đã về với mình rồi. Chờ đón xem nguyên liệu phụ đó có giúp cho chúng ta nấu ăn thành công hay không. Và bây giờ về bếp nào. Khanh à, anh thấy em có vẻ hơi xúc động với phần thi đấu rất là đầy nhân văn với hình phạt vừa rồi. Yeah. Sao em sụt xịt hoài vậy? Em hơi mệt á. À, mệt hả? Tôi ăn cắn trái ớt chứ. Nhưng yên tâm đi, sẽ bồi bổ lại sức khỏe dành cho Bạch Công Khanh với hai món ăn đã sẵn sàng với nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Bảo Sơn lại dự đoán xem mình sẽ chế biến như thế nào với những nguyên liệu này ta. Em sẽ làm một món theo cái kiểu của châu Âu một xíu. Châu Âu hả? Tôm rang trứng muối. Thử coi. Chà, có trứng muối hợp lý quá. Không, em cũng đoán là làm món đó đó. Có liên quan trứng muối mà, phải dạ. Tận dụng hết. Còn bên Hữu Thịnh thì sao nào? Bạn đoán xem mình sẽ chế biến như thế nào để tận dụng hết tất cả những nguyên liệu mình có. Em làm vậy anh Khanh biết hên, hỏi chi hỏi hoài. Ai biết, bạn đoán à, để thôi, để thời gian người ta suy nghĩ chứ giờ chưa đoán được. Thôi mình cứ sơ chế đi, rồi mình nghĩ từ. Dạ, ha? Ok dạ. Còn bây giờ xin mời Hoàng Tử vừa. Chúc hai bạn may mắn. Nào, xin mời Bạch Mã dạ. Hoàng Tử. Bây giờ chúng ta hãy chờ đón xem đâu sẽ là món ăn ngon nhất, đặc sắc nhất, ấn tượng nhất, đồng lại trong lòng của Bạch Công Khanh. Dạ. Sẵn sàng nha. Hai món ăn bài trí rất đẹp mắt. Bên đây, wow, vừa miệng quá nha. Cái này gọi là món gì? Dạ, món này là món ghẹ tình yêu. Ghẹ tình yêu. Ghê hàng thiệt. Gì thấy có hai con ghẹ. Thính mà rắc kiểu này nè. Rắc miệt mài luôn đó. Ghẹ tình yêu ha. Dạ. Đó, có cặp đôi đàng hoàng. Còn... Trời ơi, có cần phải bày tỏ tình cảm công khai vậy không hả? Một món ăn chỉ dành riêng cho Bạch Công Khanh thôi. Yeah. Với tên viết tắt của bạn, với tên gọi mà hồi nãy bạn có chia sẻ là phong cách châu Âu luôn. Là tôm sốt trứng muối hả? Tôm rang trứng muối. À, tôm rang trứng muối. Chà, hấp dẫn nha. Rồi bây giờ xin mời hai bạn di chuyển về ghế để chia sẻ nhiều hơn. Với hai món ăn này thì Bạch Công Khanh muốn thưởng thức món nào trước? Thôi Khanh thử món này trước. Dạ, mình trọn vẹn cái tình yêu nè. Với đôi ghẹ ha. Thịnh ơi, với món ăn này thì bạn muốn chúc cho bạn Bạch Công Khanh điều gì nào? Em chúc anh là luôn luôn thành công, may mắn và tương lai càng ngày càng hướng tới những gì mà mình muốn. Rồi, cảm ơn đạt em. Được hết. Em ăn phải không? Dạ. Một con luôn. À, bạn ăn phần vườn viên đó trước hả? Trong ghẹ đó thì có thịt bằm, nấm mèo, hành tây và sốt là cà chua. Như vậy bạn tách riêng ra, một phần là mình trang trí cùng với ghẹ, mình dồn vào bên trong là cái nhân. Bên ngoài thì bạn trang trí ở bên, như vậy là có tiểu, có đại đàng hoàng ha. Anh thử nha. Dạ. Vâng, phần nước thử sốt thì thử nguyên cục nha, anh đừng thử nữa. À nguyên hả? Dạ. Trọn vẹn nè, tình cảm trọn vẹn. Ngon. Nước sốt ngọt lắm nha. Ngon, ngọt, mặn, vừa phải. Chà, ngon lắm nha. Bởi vì cái thần phần thịt viên này của bạn, cái bên ngoài sợ rằng nếu mà cái lửa nó quá to, nó sẽ bị khô và cứng ở bên ngoài và bên trong nó vẫn chưa chín kịp. Nhưng mà cái khéo tay của bạn Thịnh á là trong và ngoài nó đều như nhau hết. Và rất là cân bằng, cắn tới đâu là nó tan tới đó luôn. Không hề có một cảm giác nào bị sượng sượng hết. Ăn ngon, tuyệt vời. Khanh lúc mà thưởng thức như vậy á, thấy cái điều gì đặc biệt không? Chia sẻ một chút xíu về cái khẩu vị nè. Cắn vô làm sao, cái gì tan trước, cảm nhận ra sao? Thật ra thì không có cái gì tan hết. Vậy luôn á. Chứ tớ thì tớ thấy tan á, tại vì cái phần sốt chua. Nhưng mà ngon, ngon thật. Tại vì có cái sốt chua ngọt là Khanh thích. Dạ, chúc mừng bạn, rất là ngon. Đến với
món ăn, một món quà rất đẹp mắt. Mình cùng thử đi. Nhưng mà đầu tiên là phải thử cái nguyên bản trước. Đây, à, mời Khanh. Đây, đây, đây. Mời anh. Kính lẩu đất thọ hả? Rất thơm nha. Mùi ớt chuông cũng rất là nổi bật. Tôm tươi là cái chắc rồi. Tôm không quá bột, ăn vẫn giòn giòn, sực sực. Trứng muối, có, bắt đầu cảm nhận được trứng muối nè. Món này lạ hơn món kia. Đúng rồi, lạ hơn đó. Châu Âu mà. Cái phần trứng muối nó là một thành phần rất quan trọng trong món này. Nếu như không có trứng muối á, mình sẽ bị chuyển qua hẳn một cái phong cách khác liền. Dạ. Yeah. Sơn nói đi. Cái món này cũng đơn giản thôi, có nghĩa là tôm sau khi mình làm sạch thì mình sẽ tổng một cái lớp bột, mình bỏ lên mình chiên để cho giữ cái độ giòn cái vỏ bên ngoài. Sau đó thì bắt đầu là mình sẽ ớt chuông thì mình sẽ xắt hạt lựu và mình bỏ vào, mình cháy với tỏi trước. Rồi trứng muối thì mình luộc xong mình chỉ lấy lòng đỏ thôi, mình không lấy lòng trắng. Lòng đỏ thì mình sẽ tán nhuyễn tán đến khi nào nó mịn thì thôi. Xào ớt chuông xong mình nêm nếm gia vị rồi mình cho trứng muối vào. Cuối cùng là tôm đã được chiên sẵn, mình vào mình đảo đều là xong. Và bạn rất thông minh khi kết hợp chung với những nguyên liệu phụ khác như là xà lách và cà chua để món ăn này nếu như mà ăn không đó không bị ngán. Với món ăn này thì Bảo Sơn muốn chúc cho Khanh điều gì nào? Em xin chúc cho anh Khanh luôn thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật sắp tới. Và đặc biệt là anh phải có giữ nhiều sức khỏe. Tại vì hôm nay em thấy anh hơi ốm, khi mà lên phim hơi ốm. Cảm ơn bạn. Và hy vọng là với món ăn này sẽ ghi thật là nhiều điểm nhé. Với vai trò là một nghệ sĩ khách mời, cũng là một vị giám khảo thật công tâm. Rồi. Hãy chọn ra một trong hai món ăn này giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Tùy thuộc vào ý kiến cá nhân của Khanh thôi. Bây giờ trước khi đưa ra kết quả thì thật, hai món này Khanh đều thích hết. Nhưng mà bây giờ mình chọn món thắng ngày hôm nay, coi như là chọn món mình thích hơn đi. Giữa ghẹ với tôm thì Khanh sẽ chọn tôm. Tôm? Tại sao? Tại vì cơ bản Khanh thích ăn tôm hơn. À, như vậy món chiến thắng ngày hôm nay là? Món chiến thắng ngày hôm nay là tôm rang trứng muối của bạn Bảo Sơn. Chúc mừng Bảo Sơn, tôm rang trứng muối. Và về nhì là Hữu Thịnh. Chúc mừng hai bạn, lại đây nào. Trên tay Hòa Đá Bơ chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người đã giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Đó là món tôm rang trứng muối. Nào, bà Công Khanh hãy trao cho bạn Bảo Sơn. Rồi, chúc mừng Bảo Sơn nha. Cảm ơn. Yeah, chúc mừng bạn. Và Hòa Đá Bơ cũng có một phần quà thay mặt cho chương trình dành tặng cho bạn Bảo Sơn nha. Dạ, chúc mừng bạn. Còn cái này? Đây, trời ơi, người về nhì cũng phải có một phần quà an ủi chứ. Nào, Khanh ơi, tặng quà cho bạn... Hữu Thịnh làm gì? Chúc em ngày càng chế biến món ăn càng ngon hơn nữa nha. Cảm ơn bạn Hữu Thịnh đã dành một món ăn rất là ấn tượng dành cho bạn Công Khanh. Ngày hôm nay Khanh rất là vui khi mà được đến với Khẩu Vị Ngôi Sao và được thưởng thức hai món ăn của hai bạn khán giả mà các bạn nói là fan của Khanh, thì Khanh cũng rất là vui và Khanh hy vọng rằng các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và đặc biệt là nếu để yêu thương Khanh thì nhớ yêu thương hoài. Yêu hoài luôn, yêu trọng bạn. Và dạ, cảm ơn hai bạn Hữu Thịnh và Bảo Sơn. Cảm ơn bà Công Khanh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.